đâu bình đâu bình luận mà đánh được với ông mà đánh được đấy chứ không phải đơn giản đâu. Thế là thằng chó là đấu, binh đấu. Xin mời các bạn đón xem ván đấu thứ hai của anh các bạn hãy trở lại ván đấu thứ hai giữa anh Trần Quốc Trịnh và anh Phạm Quốc Vinh. Đúng là một ván cờ đúng là để đời anh Trịnh Hâm Hâm cao thủ Trung Quốc ấy. Việt Nam. Anh đến từ Bình Dương. Việt Nam. Đại diện cho đến từ Việt Nam. Việt Nam. Anh đánh bắt trước thì sắp thua nhưng anh đã tính thua bán sau anh sẽ thắng. Anh làm cho đối phương là hoang mang. Và anh ăn được một con tốt thì anh sướng anh để cấm lên. Một thế giờ tưởng là anh chị thua nhưng mà anh vẫn đặt được chầu. Rất đáng khen cho chị. Trước lúc đánh cờ thì anh rất là buồn. Hiện nay anh đang giữ với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Ông ăn xe đấy. Anh cho đi lại xe bán này. Anh nên chị quyết định bỏ xe để anh ăn tốt. Anh bỏ xe để anh ăn tốt. Như các cụ bảo là tham mát bỏ mâm đấy. Anh đánh nước cờ đấy phải nói là rất là cao, dám thí xe để bỏ để ăn tốt. Thế nhưng gặp đối thủ là rất là nhân đạo và nhắc nhở anh. Chạy. Rồi anh xuống. Và cuối cùng anh là cũng có cả anh chạy. Nhưng mà xe xuống kia thì rồi anh xe xuống đấy anh cắm xe. Chạy. Rồi, hay là bán xe. Tung pháo gánh chuyển thành pháo nổ. Pháo anh có nguy cơ là anh lộn đồi sang bên này. Nhưng khả năng anh không dám lộn đồi vì anh sợ con xe này nó ăn mất. Lắc nhân đề chưa? Tối nay mình đang bình luận ban cờ. Đâu xe? Xe cắm rồi. Chú đi cắm rồi. Xe hết xăng đi cắm rồi. Chú không dùng xe. Đi đâu bằng xe. Cho nên là chú cắm rồi. Xe trong. Với thế cờ này là anh Trinh thêm về pháo hơn. Xe trong ban cờ. Vì anh rất thích lộn đồi cho nên là anh giữ một đôi pháo. Đánh tốt rồi. Mình muốn lộn sâu vào đình để bắt hổ. Giống nhau. Giống nhau với con cờ. Và anh bắt đầu là phi mã lên. Mã thì để mã là ngựa nhỉ? Ngựa là để người ta cưỡi, người ta phi, như đây anh dùng mã để anh cày. Thế là anh cày được một lúc là đi từ lốt cày. Thế là anh cày cày, anh nên chuyển sang bừa. Bừa bãi. Bừa bãi là bãi bừa. Anh bừa một lúc thì cũng bị cái bừa nó lộn. Cái này nó giờ nó giữ được ở cái chữ đéo được. Mũi tên. Thế mà khi mà pháo mà bị ép là anh sẽ lộn đồi bừa bãi, đang thì tốt đấy. Tôi đi về được không anh? Đi bố dẫn về. Đi về. Rồi. Có thấy mày ở đây không? Xe mã. À mã còn mã gì? Ôi tưởng tượng. Chết mắt mũi. Ê lại thì. Chán nhỉ, rất tốt đấy. Chán nhỉ. Không. Mà vẫn phải chạy pháo. Pháo thì chạy đi đâu? Pháo thì chạy rồi. Chạy đi, sợ gì họ đó. Sợ gì họ đó. Đáp góc thì đuổi xe. Sợ thì họ. Thế là anh Trịnh đã chuẩn bị toang đến nơi rồi. Kệ quá, sợ thì họ. Đâu
ăn mã đũa để xuất xe ra. Ăn mã đũa để mình xuất xe ra với mạnh cờ. Mạnh cờ này thì sống đánh không, mạnh không ăn đây xuất xe ăn là cái gì xuất xe ra là chuyện là hết rồi. Bay mã chiếu không bay lên chiếu mà hết rồi. Bay lên chiếu. Cắm mã chiếu đi. Tiền bắt mã đủ không? Vẫn còn. Vẫn còn. À, trông giật, ê, trông giật. Vẫn còn. Vẫn còn. 4 ký thì ắt 40, ắt chú gạt ắt đen em, chú ai chú được gạt cái gì? Vâng, 40 rồi được. Ông này, ông bỏ ăn xe cái đi. Ông xuất con xe của ông sĩ. Thôi, họ mất nhiều lắm, họ mất một đống cây. Chiếu. Cần mấy cái cây vớ vẩn rồi. Ăn quá chứ sao sao cơ mà bắt buộc họ phải ăn pháo chứ xe này thì ăn được không ăn lúc nào đi xe về thôi nước xe về chẳng ăn nước gì. Và đến phút thứ 7 25 giây là anh Trịnh đã lấy quả kho lồng nhưng mà anh rất may là anh còn đỡ được chú cứ để nguyên chạy xe bắt thằng mã đã chứ phải ăn cũng đánh vào đây mất đánh vào đây mất đánh vào thắng rồi dinh tổng thống anh đi đi trong bắt đầu này là người rút về bắt xe là hết cây rồi không còn cái gì san chưa ra kiếm có đang hút thuốc quá ngồi đi mà đấy nha ăn được ra xin ăn xuống vào đây bắt mã thì chẳng còn gì đỡ vào xe bắt mã kéo xe về là bay lên bắt sống đấy chú vào đây xuất xe là thua vào đầu bắt mã là xuất xe là thua. Chưa được bắt xe đấy vào bắt mã đi vào bắt mã xuất xe là họ kéo xe về mất xuất xe đây là họ thu cái gì xuất xe về đấy đâu chỉ về dưới của xe kia mình đến sĩ lướt mã hết quang bốc khỏe ra khó quá bảy nghìn đấy chị không lấy 7.000 đau đầu chưa vừa rồi con này chạy chạy sinh sinh 60 à ông nhỏ đi là 10.000 mét chị 17.000 mét loại nhập 32.000 mét giờ mã để ông lên đây đấy thì đấy nữa. Thế thì giờ xuống pháo đây nữa. Đấy. 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 Đấy
chứ pháo bên này thì gì mà đỡ đường nào cứu mà đây này không nào cứu được. Pháo bên này quăng sang, quăng sang chứ đây đã hết rồi mà đánh thẳng đây này, đánh sau này đánh gì không hết được, giờ rút bắn lên này, bây giờ cứ thượng luôn, giờ cứ thượng tướng luôn, cầm thượng quan nhãn là cắn cái nào chiếu nữa, thượng tướng thì cũng xe chiếu luôn, chiếu thì lại thượng tiếp 200 là gì. Giờ chỉ muốn nước thượng tướng thôi, tự trước đi. Còn cái pháo bên này yểm trợ là vẫn có đâu, cây bên đấy. Bên đấy muốn chiếu kiểu gì mất một cây. Thế xong lại cái này lại rút về tiếp. Lấy thượng trước thì không thể hết ngay. Chiếu bắt chiếu này đâu còn đường chạy. Mã đi vào đây. Sao này mã lại mất xe à? Mất tướng. Đánh thẳng luôn. Mất tướng luôn. Mã không đánh được về, giờ chỉ lấy. Đánh mã lên rồi chiếu. Chạy về. Em nghe. Ê, có rất là khéo. Ông khi bao nhiêu anh? Giờ vào bao đầu chẳng hạn. Chiếu đây, đang chiếu. Hoặc là lấy tượng. Em có lấy tượng 4-7 bao giờ đâu, chỉ có đường kính là, đường kính là 315 là to nhất thôi. Đấy, nhìn xe vào mã, vào nút còn mã kia. À, 740.000 một cây đây. Một rồi ai? Bố ơi, con cắt luôn. Dạ? Bố ơi, con đang cắt luôn. Nó chỉ có loại 720.000 thôi. Để bố đưa về. Chờ bố tí. Bố không về đâu. Ừ, con đem hàng bố. Vâng, vâng. Hoặc là lên tượng nó mấy nhỉ? Bốn tuổi. Thiên na địa võng. Bốn tuổi. Không đỡ được cái gì. Bác xin con nha. Hoàn tên. Chiếu. Con có biết chơi cái này không? Có. Con biết, cũng biết chơi cờ. Thật đấy. Nên tháo. Cô Huynh còn dạy. Tháo. Lộn thắng mà. Thế con tự. Con tự ừ, chơi. Ừ. Ừ. Thế giỏi nhỉ. Vì. Nên tháo lộn nhỏ. Bắt con này cho pháo này. Chả cần phải bắt lên pháo lộn thắng mà nó vui. Cảnh sẽ điều được. Cho tướng xuống lộn thắng pháo vào. Nào ra đi. Đắng quá. Đắng. Lùi pháo này tầm nước không mất. Lùi pháo không mất. Pháo này giúp cho chúng ta. Trong mọi điều của anh một cái xí này này, họ đôi xe ở chứa bên đấy thì quán cái pháo này. Mất xe. Mất xe. Hết rồi sao được? Mất xe. Mất xe. Đừng nào mà chả chết. Về tịnh đứng. Thôi, đừng một tí đứng. Vỗ tay. Vỗ tay.